Xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay em và Bùi Vilat đang có mặt tại dự án The Cham An Hưng. Và hiện tại thì hôm nay là ngày 26 tháng 3, chính là ngày diễn ra lễ cất nóc tại dự án. Hãy cùng theo chân em Ngọc xem dự án này có gì và thời gian ra hàng dự kiến như thế nào nhé. Dưới đây là 5 yếu tố quyết định đến giá bán căn hộ. Thứ nhất, vị trí dự án chung cư The Cham An Hưng tọa lạc ngay tại mặt đường Nguyễn Thanh Bình, Tố Hữu, Hà Đông, kết nối dễ dàng với khu vực trung tâm và liên kết vùng phía Tây thành phố. Thứ hai là uy tín của chủ đầu tư, công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư địa ốc, phát triển các khu đô thị mới. Thứ ba là tiến độ thi công bàn giao nhà. Hiện tại dự án đã cất nóc vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2025. Thứ tư là thiết kế diện tích căn hộ nội thất chung cư The Cham An Hưng với 2 tòa chung cư cao 30 tầng với 592 căn hộ, 3 tầng thương mại chân đế, 3 tầng hầm để xe, 4 thang máy một tòa, căn 2 phòng ngủ, thiết kế diện tích 54m2, 2 ngủ 1 vệ sinh và từ 72 đến 78m2 thiết kế 2 ngủ 2 vệ sinh, căn 3 phòng ngủ, diện tích từ 91m2 đến 96m2 với thiết kế vuông vắn, có cửa sổ lớn đón được tối đa ánh sáng tự nhiên, view trọn vẹn nội khu và trường mầm non, không bị tòa khác che chắn. Thấp tầng có 38 căn shop house xây dựng 5 tầng, sở hữu sổ hồng lâu dài, nghi sống và hạ tầng khu vực là yếu tố số 5. Chung cư The Cham An Hưng gần trung tâm thương mại Aomo Hà Đông, siêu thị Metro, thiên đường Bảo Sơn, công viên Thiên Văn Học, trường quốc tế, kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tuyến xe buýt BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, nơi giao thoa các tuyến đường huyết mạch như Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6, đường 70, đại lộ Thăng Long và vành đai 4. Ngoài ra còn các yếu tố khác như tầm view, hướng nhà, số lượng căn hộ, chính sách bán hàng và tiến độ thanh toán tiền. Anh chị có thể cập nhật ở những video tiếp theo hoặc gọi ngay theo số 0947 122 401. Em xin chân thành cảm ơn.